Ok, hello anh em. Thì chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay Mẫn dành một chút thời gian để hướng dẫn cho anh em một cái rất là mới ở trên cái phiên bản mới của game ETS2. Đó thì dạo gần đây Mẫn lướt ở trên bình luận thì thấy có một bài anh em kêu là anh nâng cấp lên phiên bản mới đi. Đấy, Mẫn nâng cấp lên phiên bản mới đi rồi chỉ cái nâng hạ trục như thế nào. Thì hôm nay Mẫn dành ít thời gian Mẫn hướng dẫn cho em một cái chức năng mới được cập nhật trên cái phiên bản 1.44 của game ETS2 anh em nha. Đó thì nó có cập nhật một chức năng là nâng hạ trục. Nếu mà ở xe tải á, thì anh em sẽ thấy nó nâng hạ trục cái thùng xe này mà. Còn ở hôm nay thì Mẫn sẽ dùng cái chiếc xe này là cái GA G65 anh em ơi. Cái con này G65 mà con này bên nước ngoài có chứ Việt Nam mình vẫn chưa có đâu mà. Đó thì dùng cái con xe này để hướng dẫn anh em. À, để cho anh em nhìn nó rõ hơn là những cái con xe tải nha. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Đầu tiên á, anh em vô game, anh em chọn chiếc xe bất kỳ cũng được, lấy con xe này cũng được. Ở dưới phần mô tả vẫn để cái đường link đau cái con xe này cho anh em lấy luôn ha. Đó thì anh em lấy con xe này cũng được, vô game rồi anh em bấm cái chữ là ESC, cái góc ở bên cái góc trên cùng bàn phím với chữ ESC đó, anh em bấm vô này quá quen thuộc ha. Sau khi bấm vô rồi đó thì anh em sẽ bấm vô cái chữ cài đặt nè, anh em bấm vô cái ô cài đặt ha, bấm vô ô cài đặt. Trong ô cài đặt này anh em chọn đến chỉ là nút điều khiển nè. Đây cái dòng 1, 2, 3, 4, dòng thứ 4 từ trên đến xuống á, anh em bấm vô nút điều khiển nè. Đó thì trong nút điều khiển á, anh em kéo xuống tí xíu, anh em nhìn ở phía bên tay trái của nha. Đây cái menu bên tay trái chữ chức năng á, anh em kéo xuống xíu, anh em một là dùng chuột giữa nè, hai là dùng cái này kìa, anh em kéo xuống cái này dễ ha. Đó anh em kéo xuống thì nó sẽ có một cái chức năng, nó ghi bằng tiếng Anh anh em nha, nó sẽ ghi bằng tiếng Anh cho nên là anh em sẽ hơi khó nhìn tí xíu. Đây cái chỗ này ha, đây from super sinh up gì đó, Mẫn đọc tiếng Anh nó mới chuẩn nhưng mà anh em nhớ cái dòng này nè. Ấy from nè, from super sinh up là phía trước anh em ạ. Đó cái chữ này nghĩa là phía trước nè, có nghĩa là nâng hạ trục ở hai cái bánh trước đó. Đà up là lên, có nghĩa là nâng lên ha, còn down là xuống, cái nghĩa cái dòng đầu tiên có nghĩa là nâng ở nâng lên, còn cái dòng phía sau là nâng xuống nhưng mà áp dụng ở hai bánh trước thôi anh em nha. Thì cái nâng hạ trục này á, nó sẽ có chức năng là nâng, một là anh em nâng cùng lúc hai bánh sau, còn hai là anh em nâng cùng lúc hai bánh trước đó, thì nó cứ nâng hai bánh lên như vậy này mà. Còn cái này nè, còn cái này ha, rear benson up gì đó, thì cái này là ở hai bánh sau, có nghĩa là nâng hai bánh sau nè và hạ hai bánh sau. Còn cái này là reset lại, có nghĩa là khi anh em nâng lên, anh em muốn reset lại như chiếc xe hình dạng ban đầu, anh em chỉ cần bấm cái nút này thì nó sẽ tự động, nó sẽ hạ trục vừa đủ với chiếc xe mà mặc định ban đầu ha. Thì anh em tiến hành, anh em tìm cái nút, nghĩa là anh em thiết lập cái nút mà anh em thích là xong thôi ha. Ví dụ như mà muốn nâng cái bánh trước nè, nâng cái bánh trước lên bằng cái phím số 1, anh em nhấp vô, dùng con chuột nhấp vô nè, nhấp vô chữ chưa có, nhấp vô ha, thì nó hiện lên chữ màu vàng, nó kêu là hãy nhấn một nè, hãy nhấn một phím để gắn chức năng này cho phím đó. Thì mới dùng, vẫn là mới dùng số 1 đi ha, mới dùng số 1. Ok, là mới dùng chữ number 1 anh em nhớ nha. Sau đó nè, cái này là gì anh em, là hạ cái bánh trước, hạ bánh trước ha. Thì anh em Mẫn lít vô, Mẫn chọn số 2 vậy thôi ha. Cái này là nâng cái bánh sau thì lít vô, Mẫn chọn số 4. Ok, và hạ hai bánh sau, Mẫn lít vô, Mẫn chọn số 5 ha. Và còn cái phím là reset lại cái mặc định ban đầu của con xe thì anh em bấm vô, Mẫn chọn số 6 đi. Vậy là Mẫn đã gắn xong những cái chức năng để mà nâng hạ trục cái chiếc xe trong phiên bản 1.44. Và bây giờ Mẫn sẽ tiến hành, Mẫn đi ra và Mẫn test cho anh em coi. Ok, bây giờ chúng ta có bấm ESC hai lần để cho nó ra lại chỗ cũ thôi anh em, không có gì khó nha. Ok, và đây là cái con xe bình thường ha. Mẫn chạy lên tí xíu để cho anh em nhìn nó rõ ha. Chứ ở trong chỗ này nó hơi tối nè, do là đang đậu ở cái khu này nó đang sáng anh em ạ, và anh em không thấy rõ ha. Ok, để tạm thời Mẫn dừng ở chỗ này. Đó, tạm thời dừng chỗ này, Mẫn sẽ dùng chức năng nâng hạ trục để anh coi nha. Đây, anh em nhìn nha, đây là cái con G65, con mới tậu 65 trong game, rất là đẹp xịn sò luôn ha. Đó thì anh em trải nghiệm thì ở dưới mô tả có đường link cho anh em nha. Đó thì bây giờ mình sẽ dùng chức năng là nâng hạ trục cho anh em coi. Đây là con xe bình thường, cái chiều cao anh em thấy nó rất là bình thường. Bây giờ mình nhấn cái số 1, hồi nãy anh em nhớ không, số 1 cái là nâng hai cái bánh trước lên, nhấn số 1 ten, nhấn số 1 anh em nha. À cái này vẫn nâng lên mất tiêu rồi, muốn nâng mất tiêu rồi, muốn hạ xuống muốn quên, muốn nâng mất tiêu rồi. Ok, đó bây giờ chiếc xe bình thường mặc định nó như thế này, mặc định nó như thế này. Bây giờ bạn nhấn phím số 1 ha, nhấn phím số 1 đó, anh em thấy không, nó lên nè. Đó cái trục phía trước nó lên, anh em thấy không, cái trục phía trước nó từ từ nó lên, anh em thấy không. Nè, muốn làm lại cho anh em coi nha. Đây anh em nhấn phím số 1, anh em nhìn hai bánh trước nha. Đó
thấy không, nó lên rồi thấy không, nó lên rõ ràng không, khi mà anh em đè số 1 luôn á thì nó lên tới một mức độ nào đó nó sẽ ngưng lại, nó sẽ ngưng lại thì anh em nhìn lại chiếc xe nè, rõ ràng là cái phía trước á nó đang cao hơn cái phía sau, tại vì mới nâng trục phía trước rồi, bây giờ mình tiếp tục nâng trục phía sau. Hồi nãy mình gắn cái nút số 4 đúng không, thì bây giờ mình nhấn số 4 anh em coi nha, đây số 4 đấy anh em thấy chưa, bây giờ thì nó đã nâng được, mà nó nâng cái số, nâng cái bánh trước và nâng bánh sau là nó bằng nhau ha, anh em cứ đè luôn, một cái đè một cái 4, đè một cái số 1 thì nó sẽ động nâng lên full, thì mỗi một cái con xe nó sẽ có một cái độ cao nhất định, khi mà anh em nâng lên full thì nó sẽ ngưng lại ha. Đó thì cái nâng lên bây giờ thì anh em tiếp tục hạ xuống nha, hạ xuống thì hồi nãy bây giờ mình sẽ hạ cái bánh sau trước, thì hồi nãy nhấn vô cái bấm số 5 thì nó sẽ hạ bánh sau nè, hạ nè, đó anh em thấy không, nó chỉ hạ mỗi bánh sau thôi, nó chỉ hạ mỗi một cái bánh sau thôi, còn này nó hạ full luôn nè mà, nó hạ mà anh em thấy nè, rõ ràng là cái gầm á nó muốn đụng luôn dưới đất luôn nè, đụng dưới đất luôn ấy. Bây giờ mình hạ luôn cả cái bánh trước bằng cái phím số 2 rồi nó bắn gán nè, đó anh em thấy chưa, họ nó hạ nè, nó hạ nó nổi mà nó muốn đụng đất nè anh em ơi, cái con xe mà nó đụng vô cái mặt đất luôn nè, đó thì đây là một chức năng rất là ok nha. Đó thì bây giờ nè mình sẽ sử dụng cái phím số 6 nha anh em coi, cái phím số 6 là cái phím mà chúng ta nhấp vô một cái là tự động con xe nó sẽ fit về cái độ cao mặc định của con xe mà chúng ta mod vô ha, nhấn phím số 6 anh em thấy không, hai cái nó tự động lên xuống, nó lên xuống đều luôn, nếu mà nó đang xuống thì nó sẽ lên lại, còn nếu mà nó đang lên quá cao thì tự động nhấn phím số 6 nó sẽ reset lại và con xe chúng ta sẽ trở về cái độ cao mặc định ban đầu của nó ha. Thì chức năng này á rất là hữu dụng anh em ạ, nó rất là hữu dụng luôn đấy. Thì những con xe này thì cơ bản nó không hữu dụng nhiều đâu, nhưng mà khi anh em chạy xe tải thì rất là hữu dụng ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái chức năng này sử dụng như thế nào em coi nha. Ví dụ như khi mà anh em vô một cái con đường gọi là cái con đường hôm nay nó kẹt xe anh em ạ, sao toàn là bắn tải kẹt xe không nè, container không à, à chỗ này vẫn là đậu là cái nhà máy anh em ạ, cho nên là nó hơi ấy một tí xíu đấy. Khi mà anh em chạy đến những cái chỗ như nó gồ ghề á thì những con xe sang như thế này đi, những con xe sang như thế này đó mà anh em sợ nó bị hư cái gầm á, sợ hư cái gầm thì anh em sẽ nâng cái trục lên để cho cái bánh sau chúng ta lên á, nó sẽ không có bị dướng vô cái gầm, ví dụ như vẫn đang đậu chỗ này ha. Bây giờ mình muốn lên cái chỗ này đây, muốn lên cái chỗ bãi cát đi, muốn lên chỗ bãi cát này, nhưng mà con xe nó quá ngắn anh em ạ, bây giờ nó quá thấp, bây giờ nếu mà lên là nó sẽ cạ vô cái chỗ này nè, nó cạ chỗ này là bây giờ sẽ nâng cái trục lên, anh em nhấn cái phím số 4 và số 1 cùng một lúc nha, nó sẽ nâng rồi đó, nó nâng lên đúng không, đó nó nâng lên cao rồi, bây giờ chúng ta thấy không, nó leo lên núi nha, leo lên đó, khi mà nhấn lên cao nè anh em, là khi mà chúng ta leo lên đó, leo lên thì cái gầm xe nó không còn cạ nữa, thấy không, nó cách một khoảng này nó rõ không, nó cách một khoảng này thấy không, đó nó cách một khoảng này thì nó sẽ không còn cạ nữa đấy. Thì đây là cái chức năng mà giúp cho anh em đi đèo đi núi rồi các kiểu á, lội sông lội rừng nữa kiểu á, nó sẽ giúp cho con xe chúng ta không có bị hư ha. Đó, khi mà anh em không có mốt cái chức năng mà va chạm hư xe đó thì mặc định khi mà cạ cái gầm ở dưới những cái chỗ như là bậc thang hay là cái gì đó thì nó sẽ báo hư xe đó. Thì đây là cái chức năng mà nó ra giúp cho chúng ta hạn chế cái việc hư xe khi mà chúng ta đang chạy ở trên những cái địa hình mà không được bằng phẳng nha. Đó thì khi mà anh em chạy ra khỏi cái địa hình không bằng phẳng rồi, ví dụ như anh em chạy ra khỏi cái địa hình đi, anh em đang ra tới thành phố rồi à, bây giờ mình đi trong rừng đi, bây giờ mình ra tới cái chỗ này rồi đó, là bắt đầu mình sẽ đi trên những cái đường bằng phẳng thì chúng ta không cần cái chức năng này nữa. Nếu mà anh em thích thì anh em cũng có thể để chức năng này, tại vì chức năng này nó sẽ giúp cho chúng ta cao hơn những chiếc khác, không cao hơn không đó, mình sống cao hơn người ta là mình thích rồi, nghĩa là mình chỉ cần cao hơn người ta là mình thích thôi đó. Còn nếu mà anh em nào không thích thì anh em cứ hạ xuống thôi, chúng ta bấm cái phím số 6 để cho nó hạ xuống. Tại sao anh em bấm số 6 thì nó sẽ fit lợi cho chúng ta là fit lợi là gì, fit lợi cái độ cao mặc định của con xe thì nó sẽ tốt hơn, nó nhìn nó sẽ đẹp hơn đó. Còn cái phím mà mình nói là hạ xuống hết cỡ á, là anh em nhấn luôn cái phím mà nâng hạ trục ở hai bánh sau bánh trước hết cỡ á, là để làm gì anh em, đó là áp dụng dành cho những người lùn đấy. Những người lùn mà giống như kiểu là họ không có có lên xe được á, thì anh em sẽ bấm luôn cái hạ xuống hết cỡ hai bên luôn nè, anh em thấy không, hạ xuống hết cỡ luôn đó nè, đó thì hạ xuống hết cỡ luôn như vậy đó, hạ xuống hết cỡ thì anh em thấy là chiếc xe nó đụng sát luôn đó. Thì những người lùn bắt đầu mình mở cửa xe mình đi lên đó thì nó rất là tiện lợi luôn đó, hiểu không. Thì đây là cái chức năng mới ha, chức năng mới ở trong cái phiên bản là 1.44 mà mới được cái hãng bên châu Âu họ cập nhật cho cái tựa game của họ đó. Thì muốn làm video hôm nay chỉ để hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta set up những cái nút hay là sử dụng cái chức năng này như thế nào thôi ha. Ok, đó thì
một cái video ngắn ngắn vậy thôi. Còn cái chiếc này thì vẫn sẽ làm những cái video review về nó sau, những video trải nghiệm đó, hay là trải nghiệm những cái cách mà chúng ta băng rừng lội suối này rồi các kiểu cho anh em coi sao ha. Thì cái video hôm nay thì vẫn sẽ ngưng tại đây đó. Thì chức năng này rất là hay luôn, anh em có thể tải 1.44 về rồi anh em cài đặt, anh em khám phá chơi rất là vui ha. Thì ba anh em, thì nếu mà anh em xem video đến hay thì nhớ cho mình xin một like, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Đấy, bây giờ thì bye bye và chúc anh em một ngày vui vẻ. Yeah, bye bye.